Hello, xin kính chào các bạn thân mến đã quay trở lại với Viện Tóc Bảo Khánh nhá. Và hôm nay anh em chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cắt một kiểu tóc chân phương. Và cắt kiểu tóc chân phương này thì anh em phải đòi hỏi kỹ thuật kê lược chắc chắn và làm thế nào để cắt mà nó nhanh nhất có thể và nó mịn nhất có thể nha anh em nhá. Bước đầu tiên thì anh em kê lược cho Khánh là thứ nhất, anh em phải cầm cái lược chắc chắc tay. Thứ hai là anh em xác định là cái độ dài ngắn của tóc khách hàng mong muốn là bao nhiêu, thì từ đó thì anh em sẽ hiểu ra là anh em cắt như thế nào cho hợp lý và ok nha anh em nhá. Ở đây thì mình sẽ làm thành hai bước. Bước đầu tiên thì một số anh em thì mình cắt thấp thì anh em chỉ cần gọt ở xung quanh cái khung một chút, vừa vừa thôi, thấp vừa vừa thôi đó. Anh em chú ý là cái đít lược ở phần phía bên dưới là anh em lúc nào cũng phải ở bên dưới khung nhá. Anh em kê hay đừng đứng lên như này là một cái biện pháp nó dễ bắt tóc nhất nha anh em nhé. Thứ hai là nó hơi chếch chếch chéo chéo một chút. Cái đầu của bạn này là nó bị có ngấn nên là nếu mà cắt thấp như này thì nhìn nó sẽ hơi ngấn ngấn một chút xíu nhá. Còn cái ngấn này nếu nếu mà bạn nào cắt như này, cắt xong như này rồi ấy mà khách hàng người ta mong muốn độ dài tầm này thì anh em sẽ dùng cái kéo tỉa để tỉ qua những cái chỗ ngấn mà có điểm đen nha anh em nhé. Đấy, còn đến cái phần này thì anh em chú ý cái đít lược này hầu hết là rất là thấp đấy. Rồi phần phía bên dưới anh em cứ gọt gọt hết như thế là xong đó, đúng không ạ? Cắt thấp thì anh em chỉ cần kê lược cắt như này thôi. Một số bạn thì hướng dẫn là kê lược ngang, nhưng mà mình khuyên các bạn là các bạn nên kê lược đứng lên như này là cắt là nó ok nhất mà nó nhanh nhất. Đấy là mình cắt đơn giản nhất có thể. Đó anh em thấy không ạ? Đơn giản nhất có thể. Cái này thì mình không cắt ghép hay chỉnh sửa video gì quá nhiều đâu nha anh em nhé. Cái này thì Khánh chỉ là lồng thêm tiếng để làm sao để nói để cho các bạn dễ hiểu và dễ hình dung hơn nha các bạn nhé. Bởi thứ nhất là nếu mà mình đang cắt cho khách hàng ấy, mà mình nói ầm ầm như này thì thứ nhất là nó cũng không tiện cho lắm. Thứ hai là tiếng máy kêu nó ồn lắm nên là cái chất lượng âm thanh thì nó cũng rất là quan trọng. Đó. Rồi đến cái phần này, phần đằng sau tai này này các bạn cũng, một là các bạn kê lực hơi nghiêng nghiêng một chút. Đó các bạn thấy không ạ? Mình kê làm sao mà chắc cái tay, mà mình chỉ chủ yếu là kê 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 ở phần phía bên trên thôi. Đó. Còn phần phía bên dưới này các bạn có thể gọt gọt là xong à. Còn phần sau tay thì các bạn nên để hơi chếch chếch xuống như này này. Đấy. Đó. Còn phần trên thì bạn nào muốn cắt sát hơn thì các bạn có thể cắt sát hơn nhé. Ở cái đầu của khách hàng này thì Khánh sẽ làm 2 đến 3 video nó khác nhau nhé. Một video đầu tiên là cắt thấp thấp như này này. Đây là một cái video đầu tiên này. Còn có một video kiểu dạng cắt sát đứng thành lên hơn. Đó. Các bạn thấy ok chưa ạ? Cái này các bạn chỉ cần bấm thêm những tỉa thêm những cái nhạt màu, chỗ nào ngấn thì các bạn bấm thêm đấy. Ví dụ như chỗ đấm chấm đen đen này này là bị lõm vào trong nên là nhìn bằng cam thì nó sẽ bị nhìn nó bị tối tối và nó có một vùng đen. Đấy. Rồi đến video tiếp theo sẽ là một cái video mà rất là ấn tượng và rất là áp dụng thực tế và hàng ngày rất là nhiều luôn anh em nhé. Và video sau video này thì anh em đón xem những cái video cắt bớt công đoạn mà ăn được cắt, thì hầu hết là bất kỳ thợ nào, bất kỳ quán nào với lại bất kỳ ngày nào mà các bạn cũng phải dùng đến cái phương thức cắt này nha anh em nhé. Anh em cùng nhau đón xem video tiếp theo nha. Video này có lẽ là xin gác lại tại đây. Hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo nha. Bye bye.